Rồi ok, chào mọi người nha, giờ test xe nha mọi người. Rồi để máy đi. Cắt mắt rồi. Giờ sẽ test xe hai chiếc luôn mọi người nha. Mình chỉnh xe là... chiếc này là móc dài 3 mét nha mọi người. Chiếc này là do chế lắp sẵn thôi cả nha. Dài 3 mét. Okay. Ok, chiếc này là có ven nha. Chạy sâu câu nha mọi người. Ok, đây mình đã đứng xa đấy mọi người nha. Xe đang xuống kìa, hai xe đang xuống. Đây. Quay xe đang lên dốc nha mọi người. Đây, tiếp đây đang xuống.
Còi này mạnh hơn mọi người ạ. Bay luôn. Xe cho mọi người xem nè, đây rất là đẹp. Đây. Thank you.
Ok, đã thử xong nha mọi người.